Ok. Vì hôm nay con vô trước con Tuyết Trang luôn ha. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm okay. Now, what did you do today? Hôm nay con ở nhà con làm gì? I played. I played. Con chơi hả? Con chơi hả? Con cũng có chơi mà. Ủa? Ở nhà chơi cái gì nào? Bữa nào học cũng để mồ hôi mồ kê hết vậy hả? Con chạy quá. Lúc nào con học thì con để mồ hôi mồ kê hết. Không lẽ bây giờ con để 8 cái quạt kế bên con vậy không? Bay má nặng luôn à. Thôi để con quậy quá. Một cái quạt kế bên con. Thôi. Cái xe lửa đó con để làm đây. Ừ. Đây là cái xe lửa. Hai cái gối con cột vào hả? Hai cái gối con cột vào với nhau hả? Hôm trước bố Hùng có khen con chưa? Hôm trước bố Hùng khen con học giỏi chưa? Bố Hùng có khen rồi. Ồ, trời ơi. Bữa nay assignment là học giỏi ha. Ok. Con đừng có lay hoay nữa, học đi nè. Nhanh. Con chỉ các bạn. Đã bây giờ con thấy cái tóc con sao? Bay hoài đúng không? Tại hai cái quạt kế bên con số 3 con bay. Số 3, số 1 là nhiều nhất. Ok. Ở bên số 3. Số 3 là số 6. Con đang bay. Con đang bị thổi bay. Start. Ôi sao cô không share được cái bài này đây ta? Ok, here. This is our lesson for today. Hôm trước con học cái gì con còn nhớ không? Hôm trước cô xem mình học cái gì xem mình còn nhớ không? Welcome to our lesson for today. Now, let's see about for the next my face. Oh, my face. Now, touch your hair. Touch your hair. Where's your hair? Con đừng có xoay nữa. Nè, here. This is my hair. Con sẽ nói là this is my hair. Where's your hair? Where your hair, Simon? Con đang làm gì vậy? Here. Hình như văn bản con nó bị gì rồi. Rồi thôi, đây nè. Bây giờ con có cái từ mới nè. This is my hair. Rồi bây giờ tới cái này nè. April. Eyebrow. Now, eyebrow. Con biết rồi. Hả? Văn bản thu to. Bây giờ con có thể làm cái văn bản thu to và cái văn bản thu nhỏ đấy. À, cái cỡ chữ hả? Cái chữ cỡ. Văn bản con nghĩ con nên làm cái văn bản thu to hay là thu nhỏ? To lên hay là nhỏ chứ sao thu to, thu nhỏ sao? Con viết xem. Con thu nhỏ lại đây nè. Đâu? Con nên để chỗ nào đây? À, để chỗ này. Con để. Nhưng mà nhỏ thì nó hơi phức tạp. To lên nè. Ủa? Nhưng mà nếu to thì con không thấy cái mặt con.
Ủa, con viết không biết gì ghê ta? Vậy con đang viết chữ ai mà bạn bạn thu nhỏ. Con có thể dịch chuyển ra được. Ok, thôi con đừng có viết nữa, khi nào cần rồi viết, con viết thử một vài chữ thôi. Con viết chữ eyebrow. Where's your eyebrow? Ủa? Đâu ta? Con sẽ có là eyebrow. Con đọc theo cô đi. Eyebrow. Con đừng có xoay nữa. Con eyebrow. This is my eyebrow. Eyebrow. Okay. Ủa gì đấy? Eyebrow. Here. Con đừng có đổi lung tung nữa. Eyelash. Là cái gì? Cái lông mi của con. Ừ. Cái lông mi nè. Cái lông mi là eyelash. Eyelash. Con viết hai chữ đẹp hơn đi. Ừ. Có. Con đừng có xoay nữa. Con viết hai từ này vào vở đi. Con sẽ có eyebrow. Eyelash. Eyelash. Ok. Cái viết của con nó nè nỉ. Cái gì nà ní gì điều nói gì vậy, nói gì mà lung tung luôn á, viết vào đi đồng chí ơi. Đồng chí Simon tập con đâu có ở đây đâu mà còn viết. Út chị con đâu? Út con đâu? Eyebrow. This is my eyebrow. Eyelash. Cho con cũng đỡ em. Con bật luôn cả máy là 25 độ luôn. Trời ơi, ngồi im học đi con, con cứ loay hoay hoài hết giờ con luôn á. Con bật luôn cả máy đặt luôn á cô. Mát, ừ. Mát. Trời ơi, con ngồi yên đi, con loay hoay quá thì nó phải nóng thôi. Mát, nó mát luôn. Bây giờ cô mà ở phòng con, cô mát bóng bằng á. Rồi giờ con đang xài hai cái quạt đó hả? Con xài hai cái quạt với cái máy lạnh đó hả? Một cái máy lạnh. Trời ơi, oh my god. Cô thua con luôn đó. Con cứ lay hoa vậy thì thôi. Cái nào mà bị nổi con. Hơi hơi lạnh nữa. Con lấy thuốc mà cô. Má. Con lấy thuốc sao mà không đi. Nhanh đi con.
đây là cây thuốc vô song quá. Rồi con viết vào vở đi nè. Làm bằng sắt đó nha. Ừ. Con viết vào vỡ đi. Bảo cô cái cây thuốc này chém một cái là cô không còn đầu. Ôi trời trời trời. Em đi, con viết vào vỡ đi. Eyebrow. Eyebrow. Eyebrow là cái này nè. Eyebrow. Eyebrow. Eyelash. Hơi lạnh. À, thì con tắt bớt quạt đi. Mấy lạnh nó lạnh rồi, con tắt bớt quạt đi chứ con để vậy làm sao? Trời ơi. Được rồi, như vậy cũng được. Biết vào vở chưa? Con đọc theo cô nào. Eyebrow. Eyebrow. Eyelash. Ai cô chưa khẽ mà. Cô ơi, cái chữ sao này tiếng Việt gọi là gì? Cái chữ này tiếng Việt viết bằng nè, sao? Cô chỉ con nè, cái này là gì ta? Cô! Lông chữ, mày! Cái chữ đó tiếng Việt viết là cái gì? Lông mày! Cái lông mày á? Không, con nói là cái chữ con mới viết xong rồi. Chữ W. Con thấy chữ trên bảng. Thấy rồi, chữ W. Chữ viết tiếng Việt á, viết cái tên tiếng Việt con nói là viết không có cái chữ đó, đâu có tiếng Việt đâu, trong tiếng Việt đâu có chữ đó. Tiếng Việt không có chữ đó thiệt con hả? Đúng rồi, con học bảng chữ cái tiếng Việt rồi, con làm gì thấy có chữ đó đúng không? Vậy con chưa ép thì có tiếng Việt không? Có. Vậy thì viết như thế nào? Ép con cũng biết rồi, nhìn con viết này. Con thử viết nè, không biết như vậy có đúng rồi đâu. Gì vậy? Viết gì vậy? Chữ X đó hả? Chữ X đó hả? Thôi, ủa, con học đi. Chữ F viết làm sao đi cô? Cô viết dùm con thôi. Chữ S. Chữ F. F. Chữ này á hả? Không phải, chữ F. F như thế này nè. À, chữ F đó hả? Chữ F không có. Trong tiếng Việt đâu có chữ F đâu. Ủa? Không. Tiếng Việt làm gì có chữ F? Không phải là chữ F. Trời ơi, học học bạn chữ cái tiếng Việt rồi. Học từ lớp 1 rồi. Nhưng mà cô tiếng khác dạy con là có cái gì vậy? Con sẽ sai. Chắc ở nhà lâu quá quên được, quên chữ rồi. Rồi phải không? Rồi cô sao nữa? Rồi chưa, con viết xong chưa? Cô muốn coi chữ đắp một. Cô muốn coi chữ không viết không? Nè, chữ hoa nha. Ờ, đó rồi về cái con không biết. Đây là chữ E, Y hoa. Ủa? Trời ơi má ơi, cái đây là chữ cờ mình má. Ủa như vậy chữ E viết sao ta? E hoa viết làm sao? Thôi, viết chữ E thường thôi, được rồi. Khổ tâm.
Ờ chưa? Eyebrow. Eyebrow, con đọc đi. Eyebrow. Eyebrow. Eyelash. Đó, cái lông mi á là gọi là eyelash. Còn cái lông mày á là eyebrow. Nhớ chưa? Eyebrow là nó ở trên nè. Eyebrow là ở trên nè. Eyebrow, eyelash. Eyelash. Thế này lông mày. Cái lông mi á, lông mi của con. Cái lông mày ở trên mắt luôn. À, cái đó là eyelash đó, cái đó là eyelash đó. Cái đó là lông mi. Ừ, đó đúng rồi đó, đó con làm vậy cô mới thấy đúng rồi. Rồi, ok, mình có xong chưa? Qua từ tiếp theo nha. Nha. Cô, nhưng mà tại sao con lại có lông mi? Hả? Thì ai chẳng có. Sao ai cũng có lông mi. Thì cái lông mi á, để nó bảo vệ mắt mình, bụi á mà nó rớt cơ vào á thì có cái này nó chặn lại này, nó không có vô mắt mình. Cô, cắt lông. Cắt lông mi có đau không? Cắt lông mi có đau không? Cắt lông mi có đau không cơ? Có, đừng có cắt. Rồi chưa? Eyebrow and eyelash. Cô, con học giỏi nha. Rồi con viết nào nữa. Viết nhanh luôn. Tiếp theo. Như này cứ ca làm mặt nhất. Ý, cái này là cái gì đây ta? Ôi, nó đau một cái hình rồi. Oh my god. Ê, cái này nó đau rồi. Một cái răng nó đau rồi. Con sẽ có một cái răng là tooth. Một cái răng là tooth. Mà nhiều cái răng là teeth. Để cô xem nha. Ở đây nó không có hiện lên luôn ta ơi. Không có rồi. Con sẽ có một cái răng là tooth. Teeth. Nhiều cái răng là teeth. Ok. Tooth. Teeth. Nó giống như chữ food. Đi fit vậy đó. Tooth. Teeth. Nào con viết vào đi nè. Tooth. Teeth. I have one tooth. I have many teeth. Và con viết đà vào đi. Tooth. Teeth. Tooth. Teeth. Tooth. Teeth. Đúng rồi. Good. Là cái răng. À, con viết vào chưa? Qua luôn nha. Nà ní. Nhanh. Tooth. Teeth. Được chưa? Tooth, teeth. Được chưa con? Tiếp theo con có cái gì đây? Forehead. Cái này nè, cái trán của mình á, gọi là forehead. Forehead. Cái phía đằng trước của cái đầu á, thì gọi là forehead. So, your forehead. Nào con viết đi. Rồi, cái là cái trán. Nostril. Nostril. Là cái lỗ mũi đó, là nostril. Lỗ mũi. Nostril. Là bên này. Lỗ mũi một là nostril. À, bên này là lỗ mũi một. Bên này đúng là rồi. Lỗ mũi hai. Yes, nostril.
nostril. Cô cha. Oh my god. Nào con viết vào đây. Forehead. 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 Nostril. Nostril. Con viết vào đây nào. Nostril. Xong chưa? Con xong chưa? Con biết hai bộ phận nào trong người mình là nhiều nhất. Cái răng đúng không? Ê, không phải sợi tóc. Một bộ phận trên người mình là nhiều nhất là cái gì? Hair. Hair. Tóc hả? Ừ. Đúng chuẩn luôn. Sao cô biết không? Con định nói con nghĩ cô định nói là cái chân, cái ngón chân, cái tay. À, cô định nói là cái răng. Này. Rồi con viết vào đi nào. Forehead. Forehead. Cắt tóc nha cô. Ừ, cắt tóc là lòi ra cái trán đó. Forehead. Cái gì? Nào forehead, con ghi vào đi. Con ghi vào vở chưa? Nhanh lên, hết giờ rồi chị Simon. Con có hôm sao hôm nay cứ học mà. Nhanh đi, con học nhanh đi. Hết giờ rồi kìa, mau. Nào forehead. Cô quay lại bài 1 đi, nhanh lên. Forehead, nostril. Nostril. Cô quay lại bài 1 cho con. Tại sao vậy? Con bài 1 con chưa có viết một thứ. Bài 2 cũng chưa viết một thứ. Con chưa viết cái gì? Con chưa viết cái gì con nói cô xem. Chưa viết, nhìn nào. Nhìn là con biết liền. Trời ơi con. Đây bài nè. Bài 1 tooth. Teeth. Đây là bài 1 quá hả? Ừ, tooth, teeth đi. Bài 1 mà. Bài 1 từ từ quay lại. Bây giờ con phải học xong cái chỗ này đi đã. Rồi hôm sau cô sẽ ôn tập lại cho con. Thì con sẽ thấy bài 1 còn thiếu cái gì nữa. Tooth, teeth. Rồi cô, được rồi. Bây giờ bài 1 liên quan trở gì? Con còn thiếu cái gì? Bài 1 con thiếu cái chỗ nào? Bài 1 con thiếu cái con viết ear rồi. Con viết ear rồi. Ear hả? Con viết ai rồi. Con chưa có viết cái lông mày. Đây nè, hồi nãy con viết rồi nè, phải không? Nè nhỉ. Nani. Eyebrow. Eyelash. Con viết hai từ này rồi. Eyelash. Con chưa viết eyelash. Oh my god, nãy giờ con làm gì mà con cứ lay hoay, con tập trung con viết lẹ đi. Hết giờ luôn rồi. Xong rồi cô. Ok. Nào. Tooth. Hôm nay con học giỏi thì cô nói với con là con học giỏi. Yes. Có nhanh lắm. Forehead. Nostril. Nostril. Con viết chưa? Nào. Forehead. Nostril. One nostril, two nostrils. Trời con, đốt bơi mà con. Con viết chữ ấy. Rồi xong chưa? Con sẽ có tiếp theo. Ôi, what this? Con thấy hơi yếu, hơi thiếu. Con xem. Nostril, nostril chứ noted gì vậy? Đọc cái gì vậy? Nostril. 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 He means life. Somewhere else.
Ok. Nè, mình có cái gì đây? Con tẩy hết tất cả tài nha, có phải là... Cái này là cái gì? Cái gì này là cái gì? Simon, cái này là cái gì ta? Lips, lips là cái môi á, lips. Lips. Cô vậy còn cái này sao? Hử? Cái gì? Cái đó là cái miệng rồi, mouth rồi. Rồi còn cái môi đó. Không thôi là lips. Còn cái chị đó là cái con gái. Cái con anh á. Cái này nè, phải là dài nè. Cheek, cheek là cái má. Cheek, cheek. Con làm đi nào. Thôi ơi, à Simon, nhanh đi con. Nhanh. Nhanh rồi nghỉ cho rồi. Cái mó nó cũng mềm, con không phát hiện. Cái này gọi là cheek. This is my cheek. Là cái má. Con gọi là cái má đó. Con chưa xong nha. Tẩy hết. Con tẩy hết nè. Con tẩy hết rồi. Tự nhiên con tẩy lắm chi. Bây giờ con viết lại cuốn nha. Xong rồi cô. Ừ. Nào, con có nè. How many nostrils How many nostrils have she got? Cô tính hỏi cô cái gì hỏi đi cô. Đợi một xíu. Nostril. Ok. Con sẽ có cái câu how many nostril has she or he got? Cái câu này khó quá. Now, how many nostrils have you got? Now, how many nostrils have you got, Simon? How many nostrils have you got? I have got. Con sẽ trả lời cô là sao? Ví dụ cô hỏi con nè. Là, I stop this one and say another. Say a breath with you. Here. You have, I have a question for you here. How many nostrils? Con đừng có viết, con đợi cô viết đã. How many nostrils have you got? Thì con sẽ trả lời cô làm sao? I have got. Con có mấy cái lỗ mũi ta? I have got three nostrils. Is it right? Is it right, Simon? Đúng không? Con có mấy cái lỗ mũi? Có ba lỗ mũi không? Dạ, một. Một hả? No. Không. Cái lỗ mũi á là cái này nè, cái chỗ mình thở đây nè. Là mấy cái? Hai cái. Ừ, thì con sẽ có cái câu là I have got two nostrils. Nào con viết vào đi nào. How many nostrils have you got? Thì con sẽ trả lời là I have got two nostrils. Okay, here. I have got two nostrils. Con ghi vào đi. Con ghi cái hai câu này vào vở đi. Simon, con có nhìn thấy không?
câu hỏi và câu trả lời nha. How many? Thì ở bên dưới mình sẽ trả lời là I have got two nostrils. Chờ con chút nhé cô. Ủa, okay. con phải viết cái đây. Ừ, con phải viết vào đây mới nhớ được. Dạ được. Rồi. Nhưng mà chờ chút nhờ. Đâu ta? Và Con viết vào vở chứ con đánh lên trên này làm gì? Dạ được rồi. How many nostrils have you got? I have got two nostrils. Để hôm sau cô dạy cho con cái chỗ kia dùng cái chữ khi với chữ si. Hôm nay mình học tới đây thôi. How many nostrils have you got? I have got two nostrils. Con xong chưa nào? Dạ xong rồi. Ok, bây giờ cô hỏi con nha. How many eyes have you got? How many eyes have you got? Con sẽ trả lời đầy đủ cô là I have two eyes. I have two eyes. How many nose have you got? How many noses have you got? I have got one or two. Con có mấy cái mũi? Mũi. Nose. I have got. Con sẽ trả lời cô là I have got one nose. I have one nose. How many head have you got? How many heads have you got? I have. I have, có mấy cái đầu? I have one.
I have one. I have one. Nào con sẽ nói là I have got one. I have one head. I have got one head. Okay. How many ears have you got? How many ears have you got? Ear. How many ears have you got? Con sẽ trả lời cô là I have got. One ear. I have got gì ta? I have got. Con có mấy cái lỗ tai thì con sẽ trả lời là I have got. I have got two. Yes, I have got two ears. I have got two ears. Con nhớ thêm mét vào nha. Rồi bây giờ cô hỏi con nữa nè. How many eyes have you got? How many eyes have you got? How many eyes have you got? Con biết gì vậy? Cô làm mà con không thấy thôi. Cô làm cái bảng. Giờ con thấy chưa? Dạ thấy rồi. Chữ many là nó là chữ y dài đó Simon, chứ không phải là y ngắn đâu nha. Để đó, hả? Hỏi... Để hả? Vậy con của cô thì sao? Trời ơi, con cũng biết nhầm. Sao? Cũng được. Cô nhìn con đây. Muốn kiếm điện tử. Cô nhìn đây. Ok, được chưa con? Được chưa? Con sẽ có bây giờ cô hỏi con này, how many jeans have you got? How many jeans? Đừng có nói là con phải. How many jeans have you got? How many jeans? Con đang bật ở cô. Cái gì? Con đang viết chữ cô viết. Thôi con ngưng lại đi, con không cần viết hết vô vào hết đâu. Con chỉ cần viết hai cái câu ở trên này là được rồi. Con đừng có viết vào hết. Rồi từ từ cô dạy con rồi con biết à. Thôi, con sẽ... Ok, được chưa nào? Chưa xong cho cô. Ai cô ơi, cô biết con viết thiếu chữ nào không? Chữ nốt xèo. Ở đây con coi con viết đúng là thiếu chữ thiệt luôn. Thiếu chữ S.
Rồi chưa con? Nào? Con giơ vở lên cho cô xem nào, con đang viết cái gì vậy? Cô chờ con chút nha. Trời sao mày lắc cậu? Rồi cho cô xem nào. Đây các người cô chụp như vậy. Ê, nhưng mà cô đen nhỉ. I have got two nostrils. Cái câu tiếp theo thì là ở dưới là cô. Okay, đấy rồi, đâu, đưa cô xem. How many nostrils have you got? Okay, I see it. Now, we see your song to end our lesson for today. Okay? Oh, now, let me stand. About your face. Let me see this one. Parts of face on. Parts of face. Here. This is your hair. This is your nose. This is your chin. These are your cheeks. Your cheeks. These are your ears. These are your ears. These are your eyes. These are your eyes. Head, nose, mouth. Head, head, nose. Head, nose, mouth. Mouth, cheeks, ears, cheeks, ear, eyes. Head, nose, mouth. Chin, cheeks, ears, eyes. Chin, cheek, ear, eyes. Yeah. Cô nói nè. Nào, con sẽ có nè. Nào, Simon. Head, head, nose, mouth, chin. Cheek, cheek, ear, eye. Nào, nào. Head, nose, chin, ear, eye. Con nhớ chưa? Nào, cô head. Ngón tay con sâu tới đây luôn nè. Ờ. Gì kia gì kia gì? Nào, head. Nào, con làm theo cô nào. Head, nose, head, nose. Head. Head, nose. Nose. Mouth. Mouth. Chin. Bây giờ mình làm ba cái thôi. Head, chin. Ear, head, chin, ear, head, chin, ear. Gì? Gì vậy? Nào, con sẽ có là head, chin, ear.
Nào, con bây giờ cô nói con chạm thử đúng không nghe? Head, chin, ear. Ba cái thôi. Chin, ear. Rồi, bây giờ cô con đừng có nhìn theo cô nha. Cô làm là coi chừng không đúng đó. Head, chin, ear. Head, chin, ear. Đâu, con làm đâu? Head, chin, ear. Ear, ear. Ear. Head. Đó, đúng rồi. Nào, con là con nhìn nào, look at me. Head. Head. Head, ear. No. Okay, okay. Nào, bây giờ con cứ chạm đi. Nào, con chạm thôi đúng không? Head. Yes. Ear. Không, con làm theo cô á, coi thử con có bị sai không? Head. 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 Chin. Head. Chin. Chin. Ear. Ear. Okay. Ear. 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 Head. Chin. Chin. Head. Ear. 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 Okay. Good. Now, again, the last one. Head. Ear. Head. Ear. Yeah. Oh, yes, you're right. Chin. 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 Okay. Head. Head. Okay. Very good. Good job, Simon. Now high five. High five. Okay. We stop here and see you next time. Bye-bye. Bye. Good job. Okay.